Nếu để vào trong lỗ tay này cho qua bên lỗ tay kia, không biết rằng hôm nay ai đến và đi, ai đi và đến, ai cho mày mến, ai cho mày được quên niềm tin này chắc đông đầy. Giải quyết hết câu chuyện trong này. Có nhiều khi con cá không quay, có nhiều câu chuyện mà tao không thấy. Có nhiều khi tao ghi trong giấy, có nhiều khi tao đi đông tay, có nhiều khi tao đi sập dở, nhưng mà anh em nó không sao đâu, không hay, không kệ mẹ nó, kệ mẹ cuộc đời này. Cứ việc cho qua đi. Bây giờ tất nhiên là ngồi ở đây mà không phải sang bi ta. Bây giờ cái đâu bi ta ngồi đâu, và anh em ta ngồi trên đồi mai cho mày thấy được rằng âm nhạc của tao khắc họa lên trên tờ giấy. Có Chu Ca, Khánh Chê và có luôn Rất Bi Hà. Bây giờ tao đá cho tụi mày phải Rất Bi nè. Tao cho mày thấy tao đang giải má mày như gãi guitar, và tao cho tụi mày biết là tao tham gia cả giải FIFA. Cho mày thấy được âm nhạc này không nằm ở trong sách vở. Tao sẽ rap như hằng đàn ông, và tụi mày rap như con gái đang mắc cỡ. Chắc nợ. Nhạc tụi mày chắc vợ chắc vợ. Má của mày là cái gì đó mà tao đéo biết, và tao đéo nói cho tụi mày thấy. Ở đây chỉ có Nicky on the mic. Nicky nói thì luôn luôn đúng, và đéo bao giờ sai. Nicky có thể đi ở đây, có thể đi ra ngoài kia, có thể ghi ra hết những ngày nắng hay là thậm chí ngày khuya. Có cái quần rách, có cái người ở đây và cần nách. Có nhiều gần lách luật cho người mày thấy là tao đang dần chắc thuật ngữ. Nhạc rap của tao chỉ dạy cho mấy thằng tục tử. Bây giờ tao cho tụi mày thấy được câu ca giao vàng nghe tục ngữ. Tao có một chục chữ trong đầu nhưng không có gì trong đích. Bởi vì đơn giản là tao sẽ đảo hết những cái thứ đang công kích. Biết một cái là tụi mày quỳ xuống chân. Bây giờ tất nhiên là tao cho tụi mày biết mày quỳ uống phân. Mấy thằng chó cắm khó lắm, đừng có nắm. Tao đấm tụi mày như là đấm bốc mấy thằng khâm ốc. Cho mày thấy nhạc rap của tụi mày tao tung ra cả một cú lắm ảo. Nhạc tụi mày bây giờ tao nói là thằng đấu đố đồ má cái gì vậy, đừng quan tâm. Quá dữ.